Ok, xin chào toàn thể mọi người trở lại kênh YouTube của mình nhé. Thì trong video hôm nay tiện kéo một bạn trong công hội đi cái tấn công hải quân thì mình tiện đường mình sẽ hướng dẫn các anh em cách đi tấn công hải quân sao hiệu quả nhất có thể nhé. Tất nhiên là hiệu quả nhất có thể thôi chứ không thể nói là hiệu quả 100% được đúng không? Thì đầu tiên mình lưu ý mọi người một chút về cái tấn công hải quân như sau. Tấn công hải quân thì về cơ bản trong server bạn ấy nó sẽ luôn có những cái bạn mạnh hơn hẳn. Đặc biệt các bạn server mới bạn thấy rõ rệt nhất, server cũ có thể thời gian dài có thể cảm giác cấp mọi người na ná nhau, có thể không thấy khác biệt nhiều. Nhưng đặc biệt là server mới nhá, đặc biệt thấy là ví dụ đây mình thấy đây tình yêu to đồng cấp 163 này, thời điểm mình quay nhá. Thế Sido cấp 162, đăng ký kênh cấp 157 không? Còn xuống dưới có Hina 150 rồi 149 48 thì tình chênh nhau rất là nhiều không? Thì để đi cho hiệu quả đầu tiên bạn xác định điều là ai bạn có thể nói chuyện được. Ví dụ đây bạn có thể ví dụ như trường hợp nick kéo này là nick trong hội của Xuân là nick công hội mình không? Thì tất nhiên là cái việc mà bạn thương lượng các nick ở bên server mình sẽ đi tiện hơn. Thứ hai các nick của công hội mình là những cái nick đang đứng top đầu đúng không? Thì việc đầu tiên ở đây bạn là inbox cho mấy cái nick này đúng không? Xem là ví dụ như kiểu server mình người ta hay inbox cho mình rồi có thể hỗ trợ được kéo hay không. Tại vì hiểu hôm nay là nếu bạn mạnh nhất rồi thì không sao, nhưng mà nếu bạn là người yếu nhá thì bạn nên nhờ các top kéo cùng cho nó dễ. Tại vì cái này chỉ cần kéo một lần thôi, lần sau bạn tự động. Ví dụ như ví dụ bây giờ mình kéo bạn tới đây đi đến cửa 132 thì lần sau bạn ấy vào đánh một mình ấy, tức là bắt đầu từ cửa 132 luôn, tức là thắng thua thì đó cũng được điểm từ cửa 132, như vậy sẽ rất là tiện. Còn nếu bạn đi một mình có thể bạn chỉ đi được cửa 10 chẳng hạn là bạn chết rồi đúng không? Thì đấy quà bạn thấp hơn rất là nhiều. Còn khi bạn vào phát một cửa 132, giả sử bạn thua, quà bạn đến 132 luôn sẽ được khoảng mười mấy ca điểm, sẽ rất là ngon hơn rất là nhiều không? Thì ta bạn nên nhờ top đi kéo cùng nhá. Còn nếu bạn đã bản chất bạn là top rồi ấy, thì cần đi với các bạn top còn lại thôi. Hoặc nếu bạn tự đi cũng được. Nó cũng không có gì quá khó, nhưng đây quan trọng là kéo bạn yếu, vấn đề ở đây chủ yếu trong video là hướng dẫn các bạn yếu đi như thế nào cho hiệu quả thôi. Đầu tiên bạn phải nhờ nhá, tất nhiên phải nhờ. Cái gì vậy mà bạn mở lời ra nhờ người ta tí, người ta sẵn lòng hỗ trợ bạn khi bạn người ta rảnh thôi. Còn tất nhiên người ta bận người ta không giúp được, nhưng người ta rảnh sẽ giúp được. Thứ hai bạn lưu ý mình một chút là cái tổ đội cái tấn công hải quân ấy nó tính theo sức mạnh, ở đây sức mạnh tính theo lực chiến nhá. Các hoạt động khác là tính theo đồ linh tinh, nhưng mà riêng cái này tính theo lực chiến nhá. Thế mà để ý vào trong cái tấn công hải quân bạn sẽ để ý một điều này, tấn công hải quân đâu nhỉ? Đây xem nào. Icon nó bay đâu nhỉ? À đây tấn công hải quân đấy không? Thì ở đây ví dụ đây tới mình sẽ kéo bạn là Super Muhu đúng không? Đấy thì đại khái mình sẽ chờ một chút. Thì đầu tiên này yêu cầu bạn là muốn đi theo tổ đội phải đi 3 người. Một là bạn đi một mình, hai là đi 3 người. Thì ra bạn ít nhất là có 2 người cùng kéo nhá. Thì ra bạn cố gắng cho mời 2 top đi cùng. Cho nó đỡ áp lực cho một top, một top kéo đi hết mấy hàng sẽ hơi khó một tí. Thì trong này bạn sẽ có hai cái như sau. Một ở đây bạn có thể thấy một số cái giao diện đây có cái trung tâm quy đổi này. Thì trong cái trung tâm quy đổi này bạn nên đổi những cái gì ấy? Thì nói chung là một thứ bạn đầu tiên nên đổi là cái tinh bản. Tinh bàn mình nghĩ là cái đầu tiên quy ra đổi, tại vì mặc dù bạn biết thừa một điều là tinh bàn ma đạo bây giờ nó cũng yếu, mền rất là yếu, nhưng tuy nhiên là cũng nên đổi cho nó đủ vì nó cũng không tốn là bao đâu. Bạn đi mắc khoảng vài tuần thôi bạn sẽ đủ được, vì nếu bạn được kéo tử tế thì nó sẽ đi rất là nhanh. Bạn nên đổi mình cái tinh bàn nhé. Thứ hai là số cái danh hiệu cộng dồn bạn nên đổi đi, là những cái thứ bạn nên đổi trước. Sau đó tùy thuộc vào việc nick bạn thiếu cái gì, ví dụ như nick chính của mình nó lên đồ nhiều quá thiếu tử hồn mình đổi tử hồn trong này. Còn nick khác có thể thiếu bạn muốn lên tinh bàn cao hơn nữa có thể thiếu bản đồ có thể đổi trong này. Hay nick nào đơn giản người ta muốn có cái hoàng kim cho đẹp người ta đổi cái này. Hay thế nào muốn lên tinh bàn nữa có thể đổi thêm mảnh chiêm tinh, hay muốn tẩy báu vật ấy, có thể thiếu đá quá có thể tẩy thêm cái đá năng lượng, mua thêm cái đá năng lượng. Thế tùy bạn sau này bạn lựa chọn cho hợp lý không. Tiếp theo đây bên này nó có cái biên đội này, biên đội này chính là cái cập nhật sức mạnh của bạn. Thì bạn để ý cái này nó ở đây nó ghi rõ này, chiến lực càng cao thuộc tính đồng đội càng mạnh. Thành ra bây giờ việc của bạn sau đó đẩy lực chiến bạn cao nhất. Còn đồng đội thì bạn chọn cho mình cái đồng đội nào mạnh nhất có thể của bạn. Và bạn lưu ý một điều nhé, nếu bạn tham gia trong tấn công hải quân có những cái đội bạn không thể kéo ra đánh được, tức là trong đó có một đồng đội bạn đã đột phá hai kỳ hoặc cái gì đó bạn tiến hóa ảnh hồn đó dẫn đến việc nó không thể kéo được, thì bạn chỉ có đơn giản mà đấy bạn vào trong này bạn ấn chữ lưu trận lại, bạn lưu trận hình bạn lưu lại là được, ok thôi. Còn khi mà bạn ấn không được, đơn giản là có tướng nào đó trong cái đội hình bạn đã từng lưu ấy nó được tiến hóa lên rồi, lên ảnh hồn hoặc lên sura hoặc lên cái gì đó, nó ảnh hưởng đến việc bạn không kéo tướng ra, chỉ cần vào đây lưu lại trận hình sẽ ok thôi. Đây là khi bạn vào có những cái đội hình mà không kéo được nhé. Còn bây giờ đội hình trong này bạn nên chọn mình đội hình như thế nào? Tất nhiên là bạn sẽ chọn những cái tướng là mạnh nhất của bạn thôi. Và khi bạn kéo người ta ấy, hay bạn đi cùng người khác ấy, thì bạn chỉ dùng được tầm khoảng hai đội quân thôi. Còn khi bạn đánh bình thường có thể dùng được khoảng 5 hay 6 đội không nhớ chính xác lắm. Nhưng khi bạn đi kéo cùng người khác chỉ dùng hai đội quân thôi. Bạn cần hai đội quân thật mạnh thôi, là tiểu đội 1 và 2 thật là mạnh. Thì giờ ví dụ như trong trường hợp của mình kéo người ta thì đây mình có những con mạnh, ví dụ Sabo mình sẽ vứt vào này. Sabo vứt vào này. À, có Domingo mạnh mình sẽ vứt vào, mình vứt những con mạnh của mình vào. Mình không việc gì mình dùng con yếu cả. Bây giờ mình dùng con mạnh nhất của mình có thể có không? Hay mắt gì hâu cũng khá là mạnh nên có thể vứt vào. Mạnh so những cái con ở đây nhá. Nó sẽ tính tất cả các tướng mà bạn đã thu hồi được trong quá trình mà bạn chơi. Ví dụ qua danh vọng hay qua ghép tướng linh tinh có những cái tướng nào cập nhật hết ở đây. Thì vậy mình chọn những tướng nào mạnh nhất có thể thôi. Ví dụ mình cứ lướt qua vòng xem tướng nào khỏe. Ví dụ mình có Ino cũng khỏe so với mặt bằng chung với con ở đây không? Mình vứt những con khỏe vào. Không việc gì mình dùng con yếu cả không? Bạn cứ dùng con khỏe cho mình.
Đặc biệt những con nào đột phá được Haki tinh tinh thì bạn dùng con đấy. Đi hết một vòng tướng nhé, bạn chọn những con nào khỏe. Và ưu tiên hai tiểu đội đầu cho nó mạnh nhất. Nếu bạn nào đi đơn thì ưu tiên tản đều cho cả 5 đội hình đúng không? Và nếu bạn nào đi đôi, đi theo kiểu kéo mỗi người hai đội ấy, thì gồm hai đội cho mình thật là mạnh. Chúng nhìn sơ sơ như thế không? Mình sẽ chọn những cái tướng cơ bản như vậy thôi. Nói chung là trong này không tính con tướng chính nhá. Thế ra mình thấy cái đội hình này cũng khá khỏe, mình chỉ cái đội hình này. Khi bạn chỉ vào tiểu đội nào bạn được xếp trận hình tiểu đội đó. Thứ tự xếp vô hạn trong khoảng 9 ô, bạn chọn ô nào cũng được. Bạn cứ xếp bừa bừa, chủ yếu là tướng bạn mạnh thôi chứ không cần cái khác đâu. Tướng bạn mạnh là đủ rồi. Ngoài ra một số con khác nó khá là mạnh, mình thấy tại đây hình như không thấy con lo nhỉ. Con lo mình bay đâu nhỉ? Tại đây mình chưa thấy con lo xuất hiện đâu. Domingo thấy mà lo không thấy, mình đã không hiểu vì sao đây. Nên nhiều khi mình không hiểu vì sao một số tướng mình không thấy xuất hiện đây. Nhưng thôi mình cứ đánh phứa vì là chắc chắn mình sẽ mạnh hơn trong này rồi. Cho nên trong mặt bằng trong này chắc chắn mình sẽ rất là mạnh rồi. Nên là mình không nhìn thấy con lo ở đâu cả. Không vấn đề lắm. Đây mình có Sabo này, có thể để Sabo này, Domingo này. Hoặc đây để Domingo nhiều mục tiêu đánh sang bên này đi, sang đội hình bên này đi. Có thể vứt con Sabo Domingo sang đội hình bên này. Thôi mình để bên này con cùi tí thôi. Nói chung mình cứ chọn bừa, mình chắc chắn là mình đánh mạnh rồi, quan trọng mình chọn bừa cho mạnh hơn nữa thôi. Ừ, có lẽ không có tướng nào mạnh lắm thôi để vậy đi. Không để con Vivi làm búp đâu, để con Kit đây, con Zimber, con Master Hole đây không. Để bừa đội hình thế này thôi, bạn để bừa bừa thôi. Thì chủ yếu là lực chiến bạn to thôi. Này chủ yếu là lực chiến bạn to và khỏe được thôi. Để Domingo đánh phủ đầu này. Ino này, do Sun Ninh Tinh này. Chỗ này để phứa thôi. Ví dụ mình để phứa hai đội hình này không? Để ấn lưu trận hình. Thực ra nếu bạn muốn lực chiến bạn cao hơn nữa ấy, thì cái đội hình bên ngoài này. Bạn trang bị mình toàn tướng tấn công nhá. Tướng tấn công càng nhiều thì nó càng khỏe, lực chiến càng to, bạn hiểu không? Bạn dùng búp, lực chiến sẽ thấp hơn là bạn dùng những con sát thương. Thế ra mà để lực đội hình 5 tướng đều tấn công và trang bị đồ nó vào ấy, lực chiến bạn sẽ to hơn. Nhưng mà thực ra đến tầm 10 triệu lực chiến của mình thì nó quá to đấy. Thế ra bạn cũng không cần quá quan trọng đâu. Bạn lưu xong rồi đội hình rồi. Thì lúc đấy bạn sẽ có đội hình cực kỳ mạnh. Nếu bạn nào chơi nhiều nữa thì lưu hơn nhiều hơn nữa, còn bây giờ mình chỉ cần tầm này thôi. Thế về cái chỗ mặt biên đội bạn chú ý cho mình nhá. Là trang bị làm sao cho hai đội đầu thật là mạnh. Còn nếu bạn chơi đánh đơn thì bạn sẽ cho 5 đội đều mạnh. Thực ra bạn chỉ cần đánh nhưng mà lần đầu tiên nó quan trọng thôi, những lần sau không cần quan trọng đâu. Những lần sau cơ bản đến luôn cái cửa cao nhất của bạn ấy thì nó nhẹ nhàng rất là nhiều đúng không? Bây giờ mình chủ yếu mình lưu lần đầu tiên mình kéo thôi. Thì đây ở đây mình có đội hình quá là mạnh đúng không? Ở bên này đồng đội hải quân những cái tướng bạn có thể triệu hồi được. Thì thực ra cái này ấy là thật ra bạn đổi cho nó vui thôi. Ngày xưa thì đúng là ngày mới ra game thì con như kiểu Aokiji rất là hot, nhưng bây giờ thực sự rất là yếu rồi. Nhưng mình vẫn kích hoạt bình thường thôi, nhưng mà các bạn nào không nhiều điểm lắm thì không cần kích hoạt con tướng trong này nhé. Bạn ưu tiên dùng cái shop trung tâm quy đổi hơn. Bạn ưu tiên cái này hơn này. Còn nếu bạn nào thích sưu tầm cho đủ tướng thì bạn lấy cái bên này. Tại vì bên này thực ra bây giờ nó không còn mạnh nữa. Ngày xưa mới ra nó hot, bây giờ nó không còn hot nữa. Thì bạn có thể đổi cho đủ tướng, còn không bạn không đổi không sao, không ảnh hưởng gì cả nhé. Nếu mình quay trở về đấy, ví dụ cho bạn là ba cái này. Và lưu ý bạn vấn đề lực chiến, như vấn đề không may kéo được đội hình, không may không kéo được tiểu đội nào, tức là tướng đó đã được đột phá lên, thì đơn giản lưu lại trận hình thì sẽ kéo được bình thường tất cả đội thôi. Sau khi đó bây giờ bạn kiếm cho mình sao, bạn ấn gia nhập đây và chờ thêm đủ người, ba người sẽ kéo được. Thì nguyên tắc cái kéo này làm sao cho tiện thì bạn phải phân công nhau nhé. Nó sẽ ra cho bạn 5 hàng. Mình không nhớ chính xác là 5 hay 6, như là đi đơn là 6 hàng, đi thường là 5 hàng, mình không nhớ chính xác lắm. Lại khá ra cho bạn những cái hàng đấy. Bạn phân công nhau chứ. Thường ấy, cái bạn top ấy, một top sẽ lo 2 hàng. Một top lo 2 hàng, còn hàng còn lại dành cho bạn yếu nhất. Sau đó top sẽ đi đan xen nhau. Ví dụ như mình quy định, mình sẽ là người đi hàng 1, hàng 2. Thì một bạn top khác đi hàng 2, bằng 3, hàng 4. Và bạn cuối cùng đi hàng 5. Sau đó tùy cơ ứng biến rồi đan xen nhau trong quá trình đi. Tức là phải phân biệt rõ ràng ai đi hàng nào cố định. Sau đó thì mới đầu mới đi được. Tránh trường hợp làm sao đó mà lại có hai top cùng đi một hàng rất là phí không? Thành ra bạn phải đi đan xen nhau cho hợp lý. Thứ hai nữa ở đây là bạn có thể để ý ở đây là trên cái giao diện của nó ấy, bạn có thể sử dụng các phím 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là những cái phím như ở ASW hay là QWER đó, nó tương ứng các vị trí các cái hàng ấy, đặt ra đội quân cho tiện. Nhưng tuy nhiên ở đây mình thích trực quan hơn, mình hay dùng chuột. Còn những bạn nào có thể thích bấm bàn phím có thể dò trên đấy nhé. Mình ít khi mình dò lắm mình sẽ ấn được ấy. Nhưng mà qua mình không nhớ chính xác thôi. Thì như là 1, 2, 3, 4, 5 hay là QWERT đấy. Nó ra các đội quân ứng các hàng. Còn đây mình sẽ chủ động dùng chuột bấm cho nó chủ động. Thì nói chung là tùy bạn thích dùng kiểu nào nhé. Tùy bạn ấn kiểu nào cho nó tiện cho bạn đúng không? Đây ví dụ đây mình đang cho vào đây. Thì như thế là mình sẽ có những cái gì đó chuẩn bị tương tất nhất trước khi mình vào kéo. Và bạn lưu ý là khi bạn vào kéo ấy thì cái cửa đầu tiên nó tính cho người thành tích thấp nhất. Tức là ví dụ như kiểu bạn Super Muhu này, bạn chưa đi được ải nào thì bạn sẽ phải đi lại từ ải 1. Còn nếu bạn đi được 10 ải rồi bạn đi từ ải 10. Và nếu người ta đi 32 ải rồi đến luôn cửa 32. Nó tính ra thành tích của người thấp nhất. Nên là thành ra bạn phải cố gắng làm sao là bạn xác định kéo người ta mất rất nhiều thời gian. Thì bạn nên rảnh tầm khoảng từ 20 đến 30 phút thì hãng kéo. Còn nếu bạn rảnh có 1-2 phút ấy thì đừng có kéo, tại vì khi bạn đang kéo dở ấy, nhiều khi bạn không kéo kịp sẽ ảnh hưởng người ta rất nhiều.
mà tấn công hải quân ấy khi đang đi mà thoát ra và không đánh tiếp ấy thì nó lập tức nó mất một lượt. Tức là cái này cứ vào là mất lượt nhá, cứ vào là mất một lượt, nên thành ra bảo phải tiết kiệm lượt tối đa có thể không, thành ra phải cố gắng sao ấy, cũng như là chọn các khung giờ nào cảm giác là an toàn tí, như tránh ở mất điện linh tinh không, thì đang kéo mất điện thứ rất là phiền, thành ra cố gắng làm sao đi cho nó kiểu nó đi một mạch và có thời gian đi một mạch mới kéo. Thành ra nhiều khi một số bạn bảo mình kéo mình không kéo, thì đơn giản lúc đấy mình bận mình không thể đi một mạch được lâu ấy thì mình không kéo, để lúc nào mình rảnh mới kéo, để cho các bạn đi thành tích tốt nhất không, kéo một lần mà chất chứ không phải kéo nhiều lần, mỗi lần một tí rất là phiền. Thứ hai là một mỗi tuần ấy, mỗi tuần bạn có thể mua thêm, ở đây là hai lần đánh dành cho các bạn nào muốn kiểu nhiều điểm cái này ấy, để mua thêm hai lần đánh không, sau khi bạn được kéo thành công rồi bạn mua thêm hai lần đánh là sẽ ok. Còn này đánh đi khi nào tầm khoảng 32-33 cửa là mắc thôi, rồi đấy tự động sẽ đẩy bạn ra khỏi cái giao diện đấy không, thì điểm dao động từ khoảng từ 14-15k điểm tùy thành tích của bạn cụ thể thôi. Nói chung bây giờ mình sẽ loát thêm một nick nữa vào kéo nick này nhé, mình loát thêm một nick nữa nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cho thêm một nick nữa vào, vì giờ này hiện tại là giờ này mình on thì cái giờ này nó hơi ít người ấy, giờ mình có thêm một nick nữa nhé. Ok, giờ mình đã đủ 3 người, mình loát đủ được 3 nick rồi. Hôm nay thử một nick mà không chính xác lắm, giờ đủ 3 nick rồi. Giờ mình sẽ đứng vai trò đi 2 nick, còn nick kia chỉ có kéo thôi. Đây, khi mình vào và để ý ở đây mình chỉ có 2 tiểu đội không? Thì mình đây nick mình sẽ chiếm 2 vị trí đầu. Nick thứ 2 sẽ chiếm 2 vị trí tiếp theo. Còn cái nick kia, nick của bạn Super kia sẽ tập trung đánh hàng cuối, thì chắc chắn nick em nó sẽ yếu nhất rồi. Và đây mình thấy là nick này đã được đến cửa 21 nên mình chỉ đi tiếp từ cửa 21 thôi. Thành ra là vấn đề ở đây là nick này đã từng được đến cửa bao nhiêu thôi. Thì đây đã từng đến cửa 21 thì nhẹ nhàng được không? Và đây mình đang phải điều khiển lúc là 2 nick này ra nó có áp lực hơn một chút. Ở đây mình phải điều khiển lúc 2 nick. Bình thường thì mỗi người một nick sẽ nhẹ hơn, nhưng mà đây mình đang điều khiển lúc 2 nick. Chẳng qua mình đang dùng cái màn hình rộng của mình ấy thì mình sẽ tỏa ra nhìn tứ phía, nhưng mà nó không được ok lắm thôi. Nhưng không sao, mình nghĩ là chắc vẫn ổn thôi. Nó kiểu hơi khó nhìn, hơi khó điều khiển tí. Thì đơn giản bạn chỉ việc lặp đi lặp lại thôi, bạn để các cái đúng cái rãnh đúng của nó, đường đi nó sẽ có năm hướng đi không, bạn để làm sao cho không chết được là được, đừng có để địch đi qua nhiều quá được không. Và khi nó bạn ý ở trên này nó cứ để thời gian đếm ngược này, cái thời gian cách thắng lợi bao nhiêu giây này, thì khi mà cái đồng hồ nó chỉ về không ấy thì dù địch có còn tự động địch sẽ bị nổ chết luôn, thành ra như thế là thắng thôi. Và sức mạnh của đội quân của mình sẽ ảnh hưởng thông qua cái quá trình mà mình xuất trận ấy, tùy theo cái việc mà mình đi ra trận ấy nó sẽ mạnh yếu thế nào. Để thông qua lực chiến của mình, lực chiến mình càng to thì đội quân mình càng khỏe. Ở đây mình bị vấn đề nick Ju, như mình đã từng nói nick Ju R ấy hiện tại đang có một cái đường, chắc là con Ken tiến hóa nên đâm ra cái đội hình của nó ấy, nó sẽ bị một đội hình không xuất trận ra được, nên thành ra là bị vấn đề. Vì sao bạn thấy là tại sao Ju R nó chỉ ra là một đội quân, vậy tất cả mình không để ý là nick này nó có một đội quân, nó đang đã có tướng tiến hóa rồi thì đang nghi là con Ken, nhưng không sao thì cứ giờ tìm cách xử lý tạm đã. Đấy ra khi mà gặp trường hợp đó thì đơn giản bạn ra thiết lập lại đội sẽ được, nhưng thôi đang lỡ trong trận rồi mình sẽ đi tiếp vì dùng nick mình kéo là chính rồi mà, thì nick mình sẽ tự động tản ra các vị trí để mà sao kéo hợp lý nhất có thể. Thì nói chung là nếu mà hên thì tí thì vẫn có thể kéo được thôi, chẳng qua nó không được toàn vẹn lắm, vì nếu nick kia đi được hai đội quân sẽ dễ hơn, nhưng đây nick này đi được một đội quân nó hơi căng một tí. Còn nick mình thì coi như bạn thấy yên tâm, nick mình là auto rồi sẽ win được thôi, nó không vấn đề gì cả không, thì gần như các đội quân là coi như đánh vô tư luôn. Nói chung là đi đến tầm cửa 33 đấy là sẽ hết thôi, lúc đấy tự động nick bạn sẽ bị đẩy ra ngoài ấy, lúc đấy là coi như là hoàn thành. Quá trình như thế lập đi lập lại thôi, khi nào mà bị đẩy ra đấy bạn coi như là mắc điểm nhé. Sau đó khi bạn vào trận ấy, sau khi cái nick được kéo xong ấy thì vào trận sẽ mặc định nó sẽ là cái cửa cuối cùng luôn. Nên ra bạn ấy sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều nhé. Đó là lý do vì sao bảo các bạn nên đi cùng với top một lần đầu tiên. Đầu tiên là lấy điểm nó cao, thứ hai là sau nó lưu thế thì nó đánh rất là dễ. Chỉ mỗi tội đánh cái này hơi mất thời gian, tí các bạn phải để cho top thảnh thơi tí, lúc nào người ta rảnh người ta mới kéo được bạn. Chứ không phải là các bạn cứ bảo kéo tí người ta không kéo bạn lại tự ái người ta thì cũng không tốt, tại vì đơn giản nhiều khi nó rất là lâu. Đây bạn này từ cửa 20 trở đi nó còn dễ nhé. Còn một số bạn từ cửa 1 đánh mới là lâu, đánh rất là mất thời gian luôn. Nên thấy ra cực kỳ rảnh người ta mới thể kéo được các bạn cái này. Thực ra một mình có thể kéo được 2 nick nhưng nó rất là áp lực. Tức là mình phải ấn rất là nhanh tay ấy, phải ấn rất là nhanh tay mới kịp. Thế ra tốt nhất là cứ có khoảng 2 top kéo cho nó đỡ rủi ro. Các bạn thấy đây mình vẫn có thể cân được, vẫn có thể ra hợp lý được các vị trí mà.
Đấy còn 8 giây không lo, 8 giây không lo. Tất nhiên là bạn giết được càng nhiều đội quân thì cái điểm thành tích của bạn càng cao. Ví dụ ở thế đây điểm đăng ký kênh mình rất là cao. Tại vì đơn giản mình giết được nhiều đội quân thôi. Thế ra bạn cố gắng về sau khi bạn mạnh lên ấy, bạn chủ động và tự giết ấy thì được nhiều điểm hơn. Còn bây giờ bạn đang yếu thì bạn chủ yếu đi ké để lấy cái thành tích của nhiều cửa thôi. Còn giết đội quân bạn sẽ không được mấy. Bởi vì cái này bạn đừng quan tâm chiến báo đánh như nào nhé, bạn chỉ cần chọn các tướng ngon nhất cho hai đội hình nhé. Chọn tướng ngon nhất cho hai đội hình. Sau đó bạn cứ kệ nó đánh thì lực chiến bạn cao thì bạn sẽ khỏe. Và khi lực chiến bạn thấp ấy thì bạn đánh yếu thôi. Thành ra bạn không cần quan tâm nhiều vấn đề kia nhé. Các bạn thấy mình gần như mình chả cần xếp trận đâu. Thực ra mình xếp trận nó vui thôi chứ cần cơ bản chả xếp chả sao. Mình dùng tướng cùi cũng mạnh. Tại vì bản chất cái tướng của hải quân ấy nó ra khi mà tướng còn đang rất là yếu, ra từ cái phiên bản rất là cũ ngày xưa ấy. Thành ra cái độ khó nó không cao. Gần như chỉ cần đơn giản lực chiến to. Ví dụ như mình 10 triệu lực chiến mình thừa sức đánh rồi. Thì lực chiến mình đã quá to, gần như mình dùng tướng cùi cũng mạnh. Nên thành ra mình không phải lo vấn đề đấy. Chủ yếu mình cứ ấn ra kịp tướng hoặc mình cứ ấn kịp đội quân ra không thôi. Chứ vấn đề của mình không phải là vị trí nào nữa, không phải xếp tướng như thế nào nữa, mà vấn đề của mình là có xuất trận ra kịp không thôi. Chứ phải thấy mình vẫn thấy ok không, đang cửa 26 rồi không? Nói chung là thường cái server mới lúc đầu ra khi anh em còn đang chơi nhiều ấy, cố gắng sao nhờ nhau cho sớm không? Để tránh trường hợp vì các bạn để ý một điều là các server khi ra thời gian dài ấy, bắt đầu người ta nghỉ game cũng nhiều ấy, thì thôi lúc đấy nhờ rất là khó. Và khi đầu đang ra anh em đông ấy, nhiều khi một top có thể tiện kéo luôn mấy người ấy, người ta tranh thủ người ta kéo luôn cho bạn, nó vừa tiện người ta mà nó vừa giúp công hội mạnh lên sớm không? Sau bạn nhận quà nó cũng tiện, cố gắng là nhờ ngay từ đầu. Còn video này mình đã cố gắng trực quan nhất cho bạn cái cách mà đi đấy, chủ yếu là do top kéo là chính thôi, nên là khá cho bạn xem là kéo như thế nào cho tiện thôi. Nói chung là nên có sự phân công nhau. Còn đây trong trường hợp này mình đang loát hai nick ấy, thì mình sẽ tùy cơ ứng biến hai cái nick kéo. Bởi vì hai nick kéo mình đang chủ động loát luôn rồi. Còn khi bạn đi mỗi người một nick ấy, thì nên phân công nhau rõ ràng là ai đi hàng mấy không. Người mạnh thì đi hàng trên, người mạnh thì đi các cái hàng, đi hai hàng, người yếu đi một hàng thôi. Và sau đó tùy cơ ứng biến là xuất trận ở các vị trí khác nhau để sau đó sao chặn địch cho hợp lý nhất, để tránh trường hợp cho đội quân địch nó đi qua không. Và lưu ý là chỉ cần cầm cự khi nào thời gian nó hết nhé, không cần phải giết tất cả. Vì khi thời gian nó hết tự động địch sẽ chết. Thành ra bạn chỉ cần đơn giản trụ hết cái thời gian 50 mấy giây, 60 giây này. Mà 60 giây của nó không phải 60 giây chậm như ngoài đời đâu, 60 giây nó diễn ra rất là nhanh. Thành ra bạn không phải lo nhiều đâu. Cứ cố gắng làm sao đánh làm sao, cố gắng làm sao hàng nào luôn có người là được, hàng nào luôn có tướng là được. Còn tất nhiên bạn là người được kéo thì thường là bạn sẽ là người hy sinh đầu tiên. Bạn sẽ không đủ mạnh để đi đâu. Vì nếu bạn đủ mạnh để đi thì bạn đã không phải kéo làm gì đúng không? Thành ra bạn cứ lưu ý như thế. Các bạn thấy ở đây mình vẫn hoàn toàn có thể kéo bình thường, gần như không vấn đề gì cả. Đi cũng khá là nhanh thôi, Mình cần xuất trận ra kịp, các bạn thấy gần như mình không mất máu, gần như mình không mất tí máu nào. Chủ yếu là mình có xuất được kịp tướng là không thôi, chứ còn gần như không mất máu. Mình đi đến đâu coi như địch chết đấy thôi. Và để ý là nên điểm mình chênh rất là nhiều, vì mình bất bại mà. Đầu tiên đây nick mình dùng là hai đội quân này, thứ hai mình rất là nhiều tướng này, thành ra điểm mình nó cao. Cứ thế lặp đi lặp lại. Thế khi nào mình thấy bị kích ra chắc tầm khoảng 33 cửa như kích ra sao ấy, lúc đấy là mắc điểm. Lúc đấy là coi như là mắc số điểm có thể khó. Cho cái đi cái này phải có sự kiên nhẫn nhá. Thì thực ra là vấn đề chủ yếu bạn nâng lực chiến lên cao thôi. Và vẫn lưu ý cho mình là dùng 5 con tướng công ấy thì nó sẽ cho bạn cái lực chiến cao hơn, bạn dùng cả tướng búp nhá. Thành ra khi mà đi cái này ấy, bạn để đội hình xa mình không cần biết, nhưng mà tướng bạn update bên ngoài bạn phải là tướng tấn công nhé, để cho lực chiến bạn cao nhất có thể. Thậm chí bạn có thể dùng một số cái ngọc áp lực chiến ảo lên tí, bạn có thể nâng ngọc áp lực chiến ảo lên tí. Là những cái viên bạn không dùng đến ý, mà kiểu level thấp quá bạn có thể up lên không mất là bao ấy. Thì đấy cho lực chiến bạn cao lên thì tự bạn sẽ mạnh trong cái này, từ đó bạn sẽ mạnh lên trong cái này. Có cái là chủ yếu nói chung là bạn tốt nhất bạn cứ nhờ người ta kéo, đi một lần xong là coi như nhẹ nhàng thôi. Đi xong lần đầu tiên mấy lần sau đến cửa kia bạn để thua luôn cũng được, cũng chả mất mấy đâu. Thì đấy bạn quá là mạnh rồi. Đấy, điểm bạn đã quá là cao rồi, bạn chênh nhau 1.000 điểm không là gì. Chủ yếu là bạn, quan trọng nhất là bạn đi sao đi đến cửa cuối cùng là được. Thường cái tàu đi khoảng một nửa ấy, thì mình sẽ xuất được đội tiếp theo ra nhé. Đấy, bạn thấy không, vẫn xuất ra được không? Thành ra một mình có thể gánh được cả hai nick yếu luôn. Nhưng tuy nhiên như vậy nó hơi áp lực cho mình, thì mình nhiều khi mình chọn giải pháp hai top đi cho nhẹ thôi. Còn thực ra một top mà đủ mạnh có thể đi được nhé. Tại vì thường để cái tàu đi qua khoảng một nửa mình sẽ xuất được đội quân tiếp theo ra mà. Nó không phải quá gì là khó. Thành ra một người có thể cân được 4 hàng, một người có thể đan xe cân được 4 hàng. Thì người còn lại chỉ cần xử lý nốt cái hàng còn lại thôi. Tất cả bạn yếu rồi mà xử lý một hàng kiểu gì chả thắng không? Chẳng qua nó hơi mệt cho cái người kéo chính thôi. Thì có thêm người san sẻ gánh nặng sẽ đỡ hơn tí. Tại vì nhiều khi có thể người đánh chính bận cái gì đó đột xuất,
hoặc người ta chảnh mảng tí thôi, tự nhiên sẽ bị lỡ nhịp ấy. Thì ra tốt nhất là bạn cứ để làm sao đi cho nó tiện. Tiện nhất là bạn cứ để làm sao tốt nhất là hai người tốt cùng kéo. Còn nếu bạn nào muốn kéo cho nhanh thì tất nhiên là một người tốt sẽ vận dụng tối đa công suất rồi để có thể xuất hiện khắc có hàng. Áp lực sẽ rất là lớn. Nếu bây giờ ấn luôn sẽ chưa được, đúng không? Nhưng mà khi mình chờ đi qua khoảng một nửa ấy, đi tầm khoảng 2/3 ấy, thì mình có thể ấn được đội tiếp theo ra. Đang cửa 30 không thì chắc mình sẽ ấy nốt cho nó xong hẳn luôn đi. Đến tầm này nhìn thấy như chỉ mỗi nick mình đủ sức giết thôi. Nick JUR nhưng cũng không đủ sức đánh rồi. Không đủ sức đánh rồi. Thật ra nick mình sẽ phải nick cân chính ở đoạn này đấy. Thì khi nick mình nick cân chính mình ưu tiên chỗ nào tàu gần đến nhất thì mình đánh trước không? Chỗ nào tàu gần đến thì đánh trước, ở những chỗ khác đánh sau. Tại bây giờ chủ yếu nick mình đánh là chính mà. Mình không được phép để nó lọt qua quá sớm. Giờ mình sẽ chờ nó hồi tí để xuất hiện ra đánh không? Ở 6 giây thì sẽ cầm cự kịp thôi. Nó cho phép một số tàu nhất định chui qua, nhưng mà đừng có chui qua quá nhiều được. Ok, vẫn win không? Nói chung bây giờ là mình cân chính thôi, nick kia không ăn thua nữa rồi. Bây giờ một mình sẽ phải gánh hết cả 4 hàng, thậm chí là 5 hàng luôn. Thế mình làm sao đan xen làm sao đó để cho cái địch ấy không thể là lọt qua được mình. Đây hình như đang bị lag rồi, mình ra 2 đội quân ra rồi. Chắc đang bị lag nhẹ một tí rồi. Chủ yếu mình tập trung nick mình nữa. Nick kia giờ ra không giải quyết gì, ra mà chết thì chả giải quyết gì không. Đánh cho mấy điểm cho vui rồi chứ ra không giải quyết gì. Giờ chủ yếu mình chờ nick mình nó hồi hai đội của mình xuất hiện ra các vị trí đánh cho hợp lý này. Đấy gần như là mình gánh team không? Mình phải gánh cả team thôi. Còn 15 giây nữa, cố gánh lúc 15 giây nữa. Bạn cứ ưu tiên cái tàu nào đến gần nhất bạn ra bạn chặn nó nhé. Để sau đó thì bạn có thể cân chỉnh làm sao đó cho có thể đi được thành tích tốt nhất có thể đúng không? Đấy mình thấy bạn thấy là mình một mình có thể gánh được không? Nó hơi mất thời gian tí thôi, vẫn gánh bình thường. Và đây bạn thấy nó bị lag không? Tức là con đội 1 thì có sự hồi chiêu, nhưng đội 2 hoàn toàn lúc nào cũng đầy chiêu không? Tức là nó không phải chờ ấy, nhưng ra bản chất vẫn phải chờ. Nên bạn lấy con đội 1 là con làm mốc để bạn tính toán thời gian và đặt ra cho hợp lý không? Nó bị lọt phát đầu đúng không? Hàng 2 đang gần hơn đến hàng 3 không? Thì mình ưu tiên đánh hàng 2, hàng 3 thôi. Cái hàng đầu nói chung là không có tí hy vọng, vẫn phải chờ mình hồi chiêu thôi. Còn 18 giây không? Cố gắng sao trụ được. Và nó cho phép mà đánh lại một lần nhé. Tức là nếu trong quá trình đánh mà thua, bạn có thể được quyền đánh lại một lần nhé. Nếu đánh lần đấy vẫn thua thì mới là thua hẳn nhé. Còn không thua thì nói chung vẫn có thể đi tiếp. Tức là cho phép bạn được một lần đánh lại. Và cố gắng sao tận dụng cái lần đấy, giả sử như kiểu phát này có thể mình thua ấy, thì mình có thể đánh lại cẩn thận hơn tí. Ok, mình đã bị đẩy ra không? Mình đã bị đẩy ra coi như đã mắc điểm đấy. Như thế là mắc điểm nhé. Khi mà bị đội yên bị đẩy ra ngoài chắc đã bị mắc điểm nhé. Như thế mình đã hoàn thành trong việc kéo một người chơi không? Thì đấy mình demo cho bạn cụ thể một tí về cái tổ đội chiến không? Vấn đề ở đây là lực chiến bạn phải cao. Thứ hai là nên đi cùng top cho nhẹ. Nếu bạn là top rồi bạn thể tự đi. Không, cố gắng đi một lần mắc cửa. Thì về sau từ đó vấn đề đến cái cửa mới nhất. Lúc đấy mà không bắt bạn đi từ cửa 21 nữa. Bây giờ bạn ấy sẽ đi từ cửa 32, 33 ở đó. Mình không chính xác lắm. Nhưng từ đó bạn đi cho nó hợp lý không? Do đó điểm bạn sẽ mặc định dù bạn thắng hay thua, điểm bạn khởi điểm rất là rút luôn là cao rồi. Thế là bạn đi rất là nhàn. Ok, nói chung là tóm gọn này tí là video mình đã giới thiệu bạn chút cái cách đi cái tổ đội chiến thôi. À cái quên nhầm cái tấn công hải quân, cứ nói nhầm. À, đi cách tấn công hải quân như giới thiệu bạn cái giao diện của những cái shop đổi linh tinh, cái gì nên đổi, cái gì không nên đổi. Hay là đi như thế nào, để như thế nào thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Nói chung vẫn phụ thuộc sức mạnh của top các bạn thôi. Nói chung thường các server luôn có 1-2 bạn mạnh hơn hẳn hoàn toàn đấy. Thế ra bạn thể nhờ người ta đi cho nó đẹp. Sau đó khi bạn có tính năng luôn ấy, bạn mắc điểm luôn ấy, bạn thực lợi thế cao nhất. Và muốn nhiều điểm nữa thể mua thêm lần cho tiện thôi. Nói chung cái này là lưu ý với bạn là vào trận rồi là bị mất lượt nhé. Thành ra đừng có thoát ra sớm không, cố đi hết sức có thể đi. Rồi sau cái thế, sau khi bạn kéo ra một lần cứ thế đi tiếp là sẽ rất là nhàn thôi. Thì ok, có lẽ video này sẽ kết thúc tại đây nhé. Thì nếu bạn thấy video này hữu ích cho bạn đừng quên là like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé.